Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về dòng mặt nạ cơ giá rẻ VWX Cholesterol Max. Đây dòng mặt nạ cơ VWX Cholesterol Max mẫu mới. Dòng mẫu mới có led 7 màu. Led sáng rất rõ, led sáng xinh xịn. Bàn phím cơ VWX Cholesterol mẫu mới thì có 6 chế độ LED. Các bạn chỉnh LED bằng phím FN để cứ một chân. Chế độ LED 2. Chế độ LED 2. Chế độ LED 4. LED 5. Sao thêm một số hơn lắm. Chế độ LED 6. Không sáng tím hơn lắm. Bàn phím cơ VWX Cholesterol mẫu mới thì vẫn sử dụng cây cáp BlueSwitch. BlueSwitch thì có lực bấm khoảng 50g, thì bấm sẽ phát ra tiếng tách. Bạn thể nghe tiếng bấm của BlueSwitch. Đây là dòng mặt nạ cơ giá rẻ, có tầm giá bán khoảng từ 5-600 ngàn. Lực phân bố tương đối không đều. Có một số phím các bạn bấm sẽ kêu tiếng tách to hơn, một số phím bấm kêu nhỏ hơn. Điều khiển ship này. Phím meter kêu to hơn. Đặc trưng của mỗi dòng phản ứng cơ giá rẻ tầm giá khoảng 5-600 ngàn là lực nó phân bố không có đều. Có những phím bấm tiếng kêu nó to hơn, một số phím mà tiếng kêu nó nhỏ hơn. Dòng phản ứng cơ VWX Cholesterol mẫu mới này thì nó có ít chế độ LED hơn những cái VWX Cholesterol mẫu cũ. Bàn phím cơ VWX Cholesterol Max mẫu mới có chỉ có 6 chế độ LED thôi. Bạn có thể tăng giảm độ sáng của LED bằng cái phím FN kết hợp phím mũi tên, tăng độ sáng, giảm độ sáng. Ta cũng có thể chỉnh cái độ nháy của LED bằng cái chữ FN kết hợp phím mũi tên. Chế độ nháy của LED. Bàn phím này có cấu tạo chất liệu nhựa cứng, rất là cứng chắc. Khe gắn kê tay. Đây là cây cáp BlueSwitch.
chế độ LED. Có thể tăng giảm độ sáng và dễ LED. Bây giờ mình sẽ test chế độ LED của bàn phím trong điều kiện phòng tắt hết ánh đèn. Như bạn thấy là LED sáng rất là rõ. LED này thì nó sáng theo dãy, một dãy tím nó sẽ là một màu đang bị riêng biệt. Các bạn có thể tăng giảm độ sáng của nó. Tăng độ sáng lên. Đây là các bạn chuyển chế độ nháy, cũng sử dụng phím FN với phím mũi tên để chỉnh màu LED. Ở ngày trước bàn phím cơ VWIC Blackstone Max mẫu mới thì vẫn sử dụng kết nối cổng USB, sử dụng được cho máy tính bàn và laptop. Bàn phím cơ VWIC Blackstone Max mẫu mới thì chỉ khác là mẫu cũ là chế độ LED nó ít hơn, chỉ có 6 chế độ LED. Để tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như giá bán và tình trạng còn hàng, các bạn có thể truy cập vào website thanhcongstore.vn hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp cửa hàng Thành Công Store ở địa chỉ 109 đường Bình Thới, phường 11, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa của shop là từ 8:30 sáng tới 7:30 tối, từ thứ hai thứ bảy. Bản phím này thì shop hỗ trợ bảo hành 1 năm, hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Bản phím cầm rất là nặng tay, chất liệu nhựa cứng chắc, nhựa rất là cứng, rất là chắc chắn. Thì vẫn sử dụng Blue Switch. Vẫn sử dụng Blue Switch của Rintec. Đặc trưng ở Blue Switch là khi ta bấm phát ra tiếng tách. Nhắc lại là để tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là giá bán, tình trạng còn hàng, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website thanhcongstore.vn hoặc các bạn liên hệ trực tiếp cửa hàng Thành Công Store ở địa chỉ 109 đường Bình Thới, phường 11, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này thì shop hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc và đi kèm chế độ bảo hành 1 năm. Bàn phím này kết nối cổng USB, sử dụng được cho laptop và máy bàn nhé bạn. Buổi giới thiệu bàn phím cơ giá rẻ VWIC Blackstone Max tới đây là kết thúc. Thân chào các bạn.